Rò rỉ đoạn ghi âm Cát Phượng chia phim của Hồng Vân và Hoài Linh Trong đoạn ghi âm Cát Phượng đã nhận xét khá tiêu cực về bộ phim Xóm trỏ 3D do nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đầu tư và cả giả cổ Hoài Lan có sự tham gia của Hoài Linh. Mới đây trên trang mạng xã hội vừa rò rỉ một đoạn ghi âm được cho là của nghệ sĩ Cát Phượng nhận xét về bộ phim sóng trỏ 3D do nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân sản xuất. Trả lời dinh.vn Cát Phượng cũng xác nhận chính trị đã nói những lời này. Trong cuộc trò chuyện Cát Phượng nói Khán giả giờ bỏ tiền ra xem phim điện ảnh thì họ muốn xem cái gì đó ra hồn. Phim của chị là kịch sitcom trên màn ảnh rộng. Hôm qua em đi xem thì có máy cặp bỏ về. nên làm phim mấy ăn liền như anh sang ngày xưa, mai mốt chỉ có làm phim thì nên coi lại. Liên ở đây là các phượng nói về Bích Liên, nhà sản xuất phim chóng trò 3D cùng với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Sang ở đây chính là nhà sản xuất Phước Sang. Sitcom trên màn ảnh rộng. Nội dung phim quá rời rạc, vừa chạm đến cảm xúc của khán giả thì lại bật ra hết. Em nói thiệt với chị luôn, những phim điện ảnh mà nghệ sĩ hài nhiều quá thì sẽ trở thành com trên màn ảnh rộng hoặc phim truyền hình trên màn ảnh rộng. Rất nguy hiểm, không ai sẽ chịu phát hành cho mình đâu, nữ diễn viên nhận xét. Bên Liên thì cũng rạp được bao nhiêu rốt thề là phim này chỉ chết chắc. Em nói thiệt, hôm qua em ngồi coi với anh Tuấn mà hai đứa buồn dễ sợ. Chị Vân làm kiểu này là thù chắc luôn, chị khẳng định. Trong đoạn ghi âm, Cát Phượng nói rằng chị và bạn trai Kiều Minh Tuấn xem cười té ghế trước phân đoạn nhân vật bà bào của Hoàng Linh đưa cả gia đình đi đóng phim. Ngoài ra không coi được cảnh nào, chị chia bay. Chị thấy em chưa 18 vì sao thắng. Đề tài cũ nhưng cách thể hiện quá mới, quá hiện đại. Một ngày họ chiếu 10 máy rút, đến 11 giờ quê vẫn còn rút, diễn viên nói thêm. Cũng theo đoạn ghi âm thì Cát Phượng nói chị rất là thêm thích xem phim Việt Nam và phim nào thắng em mừng muốn khóc, phim nào thua thì buồn thê thảm kể cả phim của Thái Hòa. Chị tiếp lời, có biết bao nhiêu người hóng viên của Thái Hòa, vì anh ấy còn có đạo diễn Cherry Nguyễn, hoặc người ta nhờ viên của Victor Vũ, Cường Ngô hay Ngô Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân vì mang tính điện ảnh. Cát Vượng tiết lộ trong đoạn ghi âm, chị từng có nhận định rất chính xác, kể cả dọa cổ Hoài Lang, em nói phim này không thắng là không thắng, vì nó kịch bản truyền hình đưa lên màn ảnh rộng, ngôn ngữ điện ảnh không phải là lời thoại quá nhiều, thoại nhiều là chết. Bạn gái Kiều Minh Tuấn cũng khẳng định rằng phim của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân được mười mấy tỷ là mừng vì kinh phí khó bao nhiêu đâu, bối cảnh lại quá nghèo nàn. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nói chỉ giận người tung clip về Cát phượng chỉ góp ý trên tinh thần chị em. Khuyên cho phim tốt hơn Trả lời dinh.vn Cát Phượng giải thích Tôi gửi đoạn trò chuyện bằng giọng nói cho chị Vân Chỉ có chị ấy đưa cho báo chí thôi Cát Phượng cho biết thêm Chị góp ý với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân Trên tinh thần chị em nếu chị Vân đưa cho mọi người nghe thì họ chỉ nghe, còn đưa lên trên mạng thì chỉ có chính chị Vân làm, tại vì nó nằm trong điện thoại chị ấy. Chị ấy muốn làm ầm lên là để bia cho phim của chị ấy. Tôi không nói gì thêm. Trao đổi với Dinh.vn thì nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân trả lời. Lúc phim mở ra mắt, tôi rốt rột vì là phản ứng của mọi người. Tôi có hỏi ý kiến của các anh chị em trong nghề. Tôi cũng có nói chuyện với Cát Phượng nhưng trên tinh thần góp ý cá nhân, Cát Phượng chỉ khuyên để sau này phim của tôi tốt hơn mà thôi. Vì tôi có ý định thực hiện phần 2 cho bộ phim này nên đã gửi đoạn trò chuyện bằng giọng nói vào nhóm của đoàn làm phim xóm trò 3D. Trong đó tôi bận đi quảng bá phim nên không thể ngồi gõ từng chữ vì cách phường nói nhiều. Nên phải gửi đoàn hội thoại sang, chị giải thích. Tôi chỉ muốn mọi người lắng nghe để phần sau làm tốt hơn. Nhưng sau đó tôi lo lắng nên đã xóa đi. Chứ tôi vẫn còn rất giận, không hiểu vì sao lại có người lưu giữ rồi phá tán. Nữ diễn viên gạo cội thanh minh. Học Vân cho biết, cách phường có ý chia bai sẽ công khai nhưng đàn em chỉ muốn góp ý mà thôi. Ai cũng có quyền nhận định nhưng điều đó không thể đúng hoặc sai, chỉ nói thêm. Tuy nhiên có thông tin cho rằng, vì những lời nói nhạy cảm của các phượng đã khiến cho tinh thần các diễn viên và đạo diễn bị ảnh hưởng. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chia sẻ, buồn thì là đương nhiên có vì họ cảm thấy mọi nỗ lực công sức của mình đều bị vùi bỏ. Nhưng nếu nói tác động thì tôi nghĩ không có vì phản ứng của khán giả là khá tốt. Hồng Vân cũng nói thêm nhiều khán giả và người trong nghề ủng hộ phiên ủng hộ cho phim của chị. Bà Vũ Thị Bích Liên, đại diện đơn vị sản xuất và phát hành phim tỏ ra khá bất ngờ khi nghe đoạn băng chia sẻ của Cát Phượng. Không chỉ có Cát Phượng, ai cũng có quyền nói phim nhảm hay không nhảm. Nhà làm phim nào cũng đều có mục đích của mình,